bác một mẫu đi cổ của xa của Pioneer mã là 3.400, bán giá 3,8 triệu đồng. Hình thức còn tương đối ở đây, mặt tiền đẹp xuất sắc luôn, chỉ cái hồi gỗ bên cạnh nó có sứt mẻ à, không cháy khỏi. Còn bên trên này nó là tôn, nó sơn màu gỗ còn tương đối đẹp luôn. Đây mặt tiền kim loại đẹp xuất sắc luôn. Tôi đang nghe radio. Nếu không ngoài cái việc ảnh radio bắt full 108 mét căng luôn thì nó hiệu quả hàng bãi nguyên zin bảo hành chất lượng và của nhà đầu tư, thì nhà đầu tư người ta sẽ không đánh một đôi loa thôi, đầu tư tiếp nữa với hàng xuất Mỹ hiện 100V sản xuất tại Nhật. Xin cảm ơn đại biểu Đỗ Đại Phong Thanh Nguyên. Kính thưa đoàn chủ tịch, 100W đến 120 xuất Mỹ. Tôi xin gửi tới bộ trưởng có hai câu hỏi như sau. Câu hỏi một, chúng ta thường thấy cứ mỗi lần cải tạo nâng cấp mở chuyển rộng sang nghe nhạc mới đường giao thông. Chất âm Pioneer thì rất hợp nhạc vàng mềm mặn. 3,8 triệu đồng. Giá rất mềm cho một con âm ly cổ. Nhiều chức năng radio, nghe đài, âm ly ghép với những đôi loa cổ hoặc loa Pioneer, loa mềm mại hợp nhau. Tình yêu như nắng. Lưu ý các bác là những bộ âm ly cổ này nó sẽ không thích hợp cho kiểu nhạc châu bò, kiểu nhạc sàn đấy. Nhẹ vương theo gió, gió mang câu thề xa rời chốn xưa. 3.400. Tình như lá úa trong nỗi nhớ, mưa vẫn mưa rơi, mây vẫn mây trôi, hắn hiểu tình tôi. Phải nói là mặt kim loại còn tương đối đẹp luôn. Xin chào, hẹn gặp lại.